Hello, hello, lại là em đây. Đồng hồ Quốc An và những chiếc đồng hồ ế mùa nắng cực. Xin chào mọi người nha, lại cuối tuần nữa rồi. Em xin giới thiệu với mọi người vài cái đồng hồ ha. Hôm nay em đi làm về trễ quá nên em lên nhanh nha, không có nói chuyện với mọi người nhiều được. Rồi em đầu tiên trong ngày hôm nay là em Casio World Time. Đây, em này sang mặt là 39, không tính nấm. Đây có 4 nấm, đủ các chức năng. Đây có đèn nữa nè, đèn ha. Đó. Dây khóa là nguyên zin luôn. Đây là mông em nó, có một cái tem gì đó mà đã được gỡ ra. Chắc là tem này xác nhận hàng giả. Con này bình thường nữa ha, có báo thức, có đủ thứ các kiểu con là điểu. Mọi người về nghiên cứu thêm giùm em. Đây, quật tham nhiều múi già. Em này em bán 360.000, mã là 5A. Em thứ hai là em Fossil cực kỳ hầm hố. Em này kim dạ quang thôi, kim dạ quang thôi chứ cọc số không có dạ quang. Cái đèn quay nó sáng quá nên không thấy, khó thấy dạ quang. Em này sang mặt chiều ngang là 48. Dây nguyên zin, dây khóa nguyên zin của Fossil. Đây, có Fossil đây. Em này nhiều quá ta. Vỏ này màu đồng nha, lâu nãy giờ nó vẫn cứ màu này. Nấm thường, đang hết pin. Em sẽ thay pin. Đây, một cái lịch cấp 4 giờ, chỉnh giờ thoải mái bình thường. Dây này zin luôn của nó, khóa zin luôn. Rồi, em này em bán là 580.000, mã là 5B. Đây, mã 5B, 580.000. Em sẽ thay pin đàng hoàng nha, chạy đàng hoàng mới giao ạ. Nè, nắng cực quá nên phải tắm cho mấy cái đồng hồ này. Anh Thang nó kêu em lấy về mà anh cho tụi em ở dằn nắng, nắng nóng quá sao anh bán được. Anh tắm đi, anh tắm cho tụi em đi rồi hôm nay anh sẽ bán hết nên em quyết định em tắm cho nó. Đây là con gì, virus HB Aquarius. Aquarius này bộ dây rất là đẹp, 6 kim Chronograph, bấm đây nè, Chronograph này nó chạy nè, thấy không đó, đâu 6 giờ chạy nè, bấm ngừng nè, bấm reset lại, nấm luôn, dây luôn, bộ dây đẹp quá, bộ dây đáng đồng tiền bát gạo, dây thép đúc đặc, lên tay 18 của em cực kỳ đẹp, vô cùng sang cả. Con này kim cọc số dạ quang luôn. Con này em bán 500.000, hơn 48 này, bớt 20 cho vui, 480.000 ha, mã là 5C. À,
đây có con Seiko lọt quạt. Con này em không có pin thay mà cái cây này nó cứng ngắc, em mở không ra luôn. Cái này còn cứng, nó cứng dữ lắm. Dạ nó hết pin rồi em mở chưa ra. Thì anh nào chơi không? Chơi tự xử cái máy luôn, khỏi phải đem đi thay pin. Nó trong con cục pin này bán 160.000 tự xử, mã là tự xử đó. Anh nào chơi thì cứ liên hệ em, quên che số điện thoại mất, sao người ta mua hàng được. Rồi con này con Casio Edify. Con này dây nó chạy đây 5 kim thôi, cái này không biết để làm gì nữa. Bên bên này không biết là gì. Mộ của cái lịch gốc 3 giờ. Bấm đây thì nó chạy kim lớn nè, kim dây lớn nè. Đó chạy chronograph. Bấm nó ngừng. Bấm cái nó reset nè. Dạ sực. Rồi, đó. Reset lại. Con này sai mặt to nha. 48. Không tính nấm. Dây đẹp. Nguyên zin Edify. Con này em bán 800.000. Mã là 5D. À 5D. Đó. Con này năng lượng mặt trời, con này để chút xíu em bỏ nó vô tắm rồi xong em đem ra bán. Con này là con Citizen automatic đang chạy nha, ngon lành. Xoay mặt chiều ngang là 35, không tính nấm. Đây dây này không zin, mông thì lộ mông, nó lộ hết cả mông ra. Em này không chịu mặc quần nên lộ mông. Dây không zin ha, nhưng mà dây đẹp. Em này em bán 700.000 nha. Đó, 700k cho một em automatic Citizen lộ mông không chịu mặc quần. Mã là 5E. Em này kim cọc số dầu quang luôn, đầy đủ kim cọc số có dầu quang hết. Em này em Tomoni, em này xài cái bộ máy của thằng em nhớ là nó là của Seiko nè, kim cọc số dầu quang. Con này là cơ cót nhưng mà nó có cơ chế là chống đứt cót. Mình lên dây á, em lên dây một hồi khoảng chừng 30 vòng á là nó nặng. Nhưng mà bắt đầu mình nặng, kéo hoài. Em lên cái 100 vòng nó vẫn cứ lên bình thường. Và chạy cực kỳ chính xác, cực kỳ chuẩn giờ, không sai. Dây này thì màu xanh này nhưng mà không zin, dây cực kỳ mỏng. Được cái nó phối dây rất là đẹp ha. Khá là lạ. Size mặt em này size 32 không tính nấm. Em này là da băng nè, hàng Nhật Bản, nội địa Nhật Bản. Con này em bán 450. Mã là 5E rồi tới 5E. Ủa 5E rồi, xin lỗi, 5E là con kia rồi, lộn nha. Con này 5F ha. Mấy comment gọi cái lộn cho em cái tội nghiệp. 5F. Đó. Chữ F nha. Đầu. Con này là con tổng thống. Tổng thống đi sông. Đó, đồng hồ tổng thống chỉ dành cho tổng thống đeo thôi. Anh và bây giờ nó sẽ dành cho những tổng thống tương lai. Đó, con này dành cho những bạn trẻ. Khá là đẹp.
đeo cực kỳ xịn, dễ thương. Hàng đi xong thì biết rồi ha, kim gọc số không có gì dạ quang hết, nhựa và nhựa, toàn bộ nhựa hết, dây nguyên zin đi xong nè. Đó, dây này dây bao cao su dẻo không thể đứt được, chỉ có dùng kéo cắt nó mới đứt thôi. Sang mặt em này là 39, không tính nấm nhưng mà nó dọc nó có cái càng bự nè. Đó nên em ai mà tay to đeo cũng được, càng là 47 nè. Nấm zin có chữ nít xong đây luôn mới ghê chứ. Con này em bán 200k, mã là 5G. Con này Seiko 5 automatic đang chạy bình thường ha. Đó, mình nghiêng qua nghiêng lại là nó sẽ chạy. Dây khóa là nguyên zin nè, zin Seiko luôn nè. Đó, riêng bộ dây Seiko đồng này mua 230.000. Xe mặt em này 35 không tính nấm. Kim dạ quang, cọc số không dạ quang. Automatic. Em này em bán 560.000. Mã là 5H. À, bán gom tiền ngày mai nghỉ mốt đi Mỹ luôn. Đây là Seiko 5 Sport. Mặt màu xanh, automatic luôn ha, cũng đang chạy luôn nè. Nãy tại em ra em lắc mớ cái vậy nè. Đó, logo ngay dưới góc 12 giờ nó có một cái chấm. Đó. Hai ô cửa lịch góc 3 giờ. Con này thì dây không zin. Dây thương hiệu là Tanless Steel. Sai mặt em này 37 không tính nấm. Em này to hơn kia. Lên tay khá đẹp. Mặt độc lạ sang. Ở giữa nó sáng này, xong thanh sáng ra ngoài nó nhạt, nó đậm dần. À, đẹp lắm. Con này em bán 650. Mã là con này là 5H à ha. 5Y. Đó, 5Y. 650. Con này là con BVL Gaut 6 kim. Con này có chronograph nha. Bấm vô nó chạy chronograph này nè. Đó, thấy không? Đây chạy không? Đó. À, bấm cái ngừng nè. Bấm cái reset lại nè. Con này kim cọc số không có gì dạ quang hết. Sai mặt là 39 không tính nấm. Cọc số này niền không xoay được. Khóa nguyên zin luôn. Sau cái mông này là 8 con ốc. Mỗi con ốc này em bán với giá bình thường là 100.000 con. Bây giờ em khuyến mãi con ốc hết, 8 ốc này cho mấy anh luôn. Em bán cái đồng hồ này 230.000 một con, 6 kim nguyên zin. Mã là 5K. Em này là em năng lượng, pin đang yếu. Nhưng mà em sẽ bao pin luôn nha. Bên lì của hãng xe bên lì. Em này dây titanium siêu nhẹ. Sai mặt ngang là 35 không tính nấm. Mông đáy xoay vặn. Lên tay cực kỳ đẹp. Em này kim dạ quang thôi, cọc số không có dạ quang. Tại vì nó là số học trò. Pin năng lượng nha. Em này em bán 290.000. Vẫn bao pin nha, em sẽ phơi cho chạy đàng hoàng đầy đủ. Còn bây giờ nó đang yếu pin nên nó cà nhắc nè. Mã là mấy gì? 5K này, 5L. Rồi cho vô tắm luôn nè.
tắm lấy mấy anh này ra trước. Đây là em Philip Bruno, nghe tên giống cầu thủ bóng đá quá ta. Lên tay, tay em 18 lên vẫn không có gọi là quá nhỏ. Size mặt em này ngang là 32 nè, ngang 32, nhưng mà cái dọc này là nó, cái dọc càng này của nó lên tới 38. Em này núm cổ chai nha, núm cổ chai kim dạ quang, kim cọc số dạ quang đầy đủ, dây khóa là nguyên zin luôn, niền băm kiểu Rolex. Em này em bán 250 ngàn, mã là tới đâu rồi quên mã ngoài này, 5M. Nhìn nhau hết chỗ tắm. Đây dạ. Mấy con này ra. Rồi lấy ra nha. Lâu sạch để lâu nữa khô nữa. Nước quá kỳ lắm. Con này là rút của anh ba. Con này pin năng lượng 6 kim. Kim cọc số dạ quang siêu sáng. Dây khóa nguyên zin của rút luôn. Dây thép đúc đặc. Bộ dây là độc lắm nha. Ba cái nấc đầu này cực kỳ độc nữa ha. Đây nó bắt vít nè, nó bằng vít nè. Đẹp lắm. Em này size mặt là 39 không tính nấm. Ủa. 40 không tính nấm. Khóa bấm. Lên tay cực đẹp. Con này 36 kim nè. Đó, kim này chỉ ngày, chỉ thứ nè. Kim này chỉ ngày nè. Kim này chỉ 24 giờ. Mặt cầu lồi, kính cầu lồi rất là đẹp. Mấy con mà em cho nó tắm rồi này, không bao nước rồi nha. Mai mấy anh gọi em mua mấy hàng em nói vô nước hư là biết cả. Con này em bán là 780. Năng lượng bao bao bền ha. Mã là gì quên nữa rồi. 5M. Năm N ha. Em này em Winwi là con của Citizen, sử dụng bộ máy của Citizen. Ông này cũng năng lượng mặt trời luôn. Kim dạ quang, số này là số học trò, khá là đẹp. Dây này dây thép cuộn thôi, nhưng mà nó khá nhẹ. Lên tay đẹp. Em này xe mặt 40 ha, không đến nấm. Niền không xoay. Kim dạ quang, số thì không có dạ quang được. Mặt trời, nó là mặt trời siêu bền. Mã em này là, bán em này 390. Mã em này là 5P. Winwi 5P. Rồi, em này là em Casio. Casio là 6 kim năng lượng mặt trời. Ông này tỉnh vào sóng radio. Mình để trong bóng tối khoảng 1 tiếng đồng hồ tự động nó sẽ ngưng lại hết. Đó, khi mình lấy ra nó có ánh sáng là tự động cập nhờ nhật giờ lại. Con này mình để trong tủ, do dù mình để 1 tháng 2 tháng gì mình lấy ra nó cũng tự động sẽ cập nhật giờ lại hết ha.
ngày tháng này là lịch, này là lịch bạn điên, em chỉnh giờ rồi, em chỉnh ngày tháng hết rồi, lấy về là đeo thôi. Em này size mặt 43 không tính nấm. Trong cái chuyện bảo em này vô tắm luôn này, nó sạch sẽ. 43 không tính nấm ha, kim cột số già quang. Đó, 6 kim. Mặt kính lồi. Dây khóa là nguyên zin hết luôn. Nguyên zin Casio. Pin năng lượng siêu bền. Em này em bán 630. Mã là 5Q. Rồi, cuối cùng luôn đi. Bán này là bán cuối cùng cho xong đi. Clip 20 phút rồi, nói hơi bị nhiều. Đây là em Q&Q, hàng năng lượng mặt trời luôn, chỉnh vào sóng radio rất là đẹp. Và con này mình vẫn có thể chỉnh tay bình thường nha, trước khi bán em sao em sẽ chỉnh hết đầy đủ. Dây khóa là nguyên zin hết luôn. Size mặt em này là 43 không tính nấm, đã tắm và ngâm nước và sẽ không bao nước. Em này em bán là 400.000 đi. Mã là 5R. Con này có đèn luôn nha. Đèn đây nè, sáng nè. Cái đèn chiếu về nó sáng, nó chói quá không, nó không thấy. Nó có đèn luôn á. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Ai mua hàng thì liên hệ giùm em số điện thoại này ha. Rồi Zalo nhắn tin gì cũng được. Cọc 100.000 em sẽ miễn phí ship. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Bye bye.